Nếu tham gia chương trình đối tác YouTube thì bạn có thể bật được quảng cáo cho những video tuân thủ các nguyên tắc về nội dung phù hợp đối với các nhà quảng cáo. Và khi bật quảng cáo thì bạn sẽ thấy những biểu tượng kiếm tiền bên cạnh của từng video. Các biểu tượng này giúp bạn biết được video có đang được kiếm tiền hay không. Việc bạn có nhận được doanh thu hay không tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả việc khiếu nại về bản quyền, việc chia sẻ doanh thu và mức độ phù hợp đối với các nhà quảng cáo. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa của từng biểu tượng kiếm tiền, bạn hãy cùng mình tìm hiểu qua video này nhé. Đầu tiên là biểu tượng đang kiểm tra. Bạn sẽ thấy biểu tượng này trong danh sách khi video hệ thống của YouTube đang kiểm tra video để đánh giá mức độ phù hợp để chạy quảng cáo. Khi hệ thống đang kiểm tra, sẽ không có quảng cáo nào xuất hiện. Bước này thường mất chưa đến 20 phút và tối đa là 1 giờ. Bạn sẽ thấy trạng thái kiếm tiền xuất hiện khi video và quy trình kiểm tra này hoàn tất. Để tăng tối đa doanh thu có thể nhận được, bạn nên chờ hệ thống đánh giá xong rồi mới xuất bản video công khai nhé. Thứ hai là biểu tượng bật kiếm tiền màu xanh lục. Biểu tượng này tức là bạn đã bật thành công tính năng kiếm tiền ở trên kênh. Video của bạn đã đủ điều kiện chạy hầu hết các loại quảng cáo, có thể đáp ứng được các nguyên tắc về nội dung phù hợp đối với các nhà quảng cáo. Lưu ý, bạn có thể không nhận được tất cả doanh thu cho video này. Đôi lúc doanh thu có thể bị tạm giữ do kháng nghị về bản quyền hoặc do lưu lượng không hợp lệ. Thứ ba là biểu tượng chia sẻ doanh thu. Ví dụ, bạn đã bật tính năng kiếm tiền cho video hát lại một bài hát, nhưng video này được một nhà sản xuất âm nhạc và nhà xuất bản đã xác nhận quyền sở hữu. Nhà xuất bản này trước đây đã đồng ý chia sẻ doanh thu đối với các nhà sáng tạo đăng tải hát lại và có tham gia chương trình đối tác của YouTube. Thứ tư là biểu tượng YouTube tạm giữ. Bạn đã bật tính năng kiếm tiền và doanh thu được giữ riêng biệt trong suốt quá trình kháng nghị qua Content ID. Sau khi kháng nghị đã được giải quyết, YouTube sẽ thanh toán phần doanh thu đó cho các bên thích hợp. Thứ năm là biểu tượng hạn chế. Biểu tượng này cho thấy bạn đã bật tính năng kiếm tiền cho video, tuy nhiên do không đáp ứng mọi quy tắc về nội dung phù hợp đối với các nhà quảng cáo, nên các thương hiệu có thể không chọn chạy quảng cáo ở trên nội dung này. Nhìn chung điều này nghĩa là bạn có thể kiếm được ít doanh thu hơn từ nội dung này so với nội dung phù hợp đối với các nhà quảng cáo. Lý do là vì một số lượng quảng cáo có thể sẽ xuất hiện ít hơn. Thứ sáu là biểu tượng không đủ điều kiện. Nếu như bạn đã bật tính năng kiếm tiền nhưng video của bạn lại bị khiếu nại về bản quyền và không thể tham gia kiếm tiền. Ý nghĩa của biểu tượng màu đỏ này đối với bạn như sau. Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến khiếu nại về bản quyền, một chủ sở hữu đã xác nhận quyền sở hữu trong video của bạn thông qua hệ thống Content ID và đã đưa ra một số thông báo hoàn chỉnh và hợp lệ yêu cầu YouTube gỡ bỏ video của bạn vì sử dụng trái phép tác phẩm đã được bảo hộ bản quyền của chủ sở hữu đó. Vì vậy, bạn sẽ không còn được kiếm tiền từ video đó. Và cuối cùng là biểu tượng tắt. Biểu tượng này có ý nghĩa như sau, tức là bạn đã không chọn bật kiếm tiền cho video này. Chủ sở hữu của kênh có thể đủ điều kiện bật kiếm tiền, tuy nhiên chủ kênh có quyền bật hoặc tắt kiếm tiền ở trên kênh của mình. Vậy là trong video ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về biểu tượng kiếm tiền ở trong YouTube Studio. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, share và đăng ký MeTube Creators để nhận được những thông tin bổ ích tới từ YouTube nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.